Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12 tháng 3 tới để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 21 tháng 3. Sau đó là trận lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 26 tháng 3 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đây cũng là hai trận đấu mang ý nghĩa quyết định cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đối với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi. Chúng ta còn nhớ rằng tại sân vận động Bung Karno ngày 6 tháng 1 năm 2023, đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách đến sân đấu này trong khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2022. Đó là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu của trận đấu này rất đơn giản, không thể thua trước Indonesia và thậm chí là giành một chiến thắng thì càng tốt. Tất nhiên một Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong với sức ép khủng khiếp tại chảo lửa Bung Karno đã không để đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu một cách dễ dàng. Họ liên tục dồn ép và đã có những giây phút khiến cổ động viên Việt Nam phải thót tim. Đó là khi Marcelino Ferdinand có cơ hội đối mặt với thủ thành Đặng Văn Lâm và sau đó là cú đánh đầu của Jacob. Hơn 90 phút trôi qua và đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ rời Bung Karno với một trận hòa. Để rồi sau đó chúng ta tái đấu đối thủ trên sân vận động Mỹ Đình và giành được chiến thắng, qua đó lọt vào chơi trận chung kết của AFF Cup. Nhắc lại về những ký ức đó để thấy rằng đối đầu với Indonesia tại thánh địa của họ chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng cả. Cuối tháng này, ngày 26 tháng 3, những chiến binh sao vàng sẽ lại hành quân đến đất khách với trăm mối tơ vò, với bao sự ngổn ngang và hàng vạn câu hỏi bi quan được đặt ra. Những người đã từng làm khách trên sân đối thủ cách đây hơn một năm, những Hoàng Đức, Văn Thanh, Hùng Dũng hay Quang Hải có thể sẽ trở lại, nhưng với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Một năm trước, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá là cửa trên trong cuộc đối đầu này. Còn bây giờ thì nhận định chúng ta là cửa trên e rằng hơi sang miệng. Indonesia đã nhỉnh hơn và hội tụ cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Họ đang khát khao để có thể nhấn chìm đoàn quân của huấn luyện viên Chuzi thêm một lần nữa sau những gì đã xảy ra tại Asian Cup năm 2023. Cách đây vài ngày, truyền thông Indonesia đã tung tin toàn bộ 80.000 chỗ ngồi tại Bung Karno sẽ được lấp đầy. Vé theo dõi trận đấu giữa đội tuyển này gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup đã được bán hết. Tức là Indonesia đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cú ra đòn cực mạnh về mặt tâm lý để hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Nói đến câu chuyện tâm lý, thì chúng ta, những ai đã theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indo ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2023 vừa qua, chúng ta đủ hiểu lý do tại sao đội tuyển Việt Nam để thua một cách đầy tủi nhục. Không khó để nhận ra những sự chệch choạc về mặt tâm lý của nhiều cầu thủ áo đỏ trong trận đấu đó. Không riêng gì trận đấu đó, mà mỗi khi gặp Indonesia, huấn luyện viên Chuzi và các học trò như thể là đánh mất chính mình. Trong tâm thế buộc phải thắng, sự bối rối lo âu nôn nóng vội vàng lại xuất hiện. U23 của chúng ta đã từng thất bại như vậy trên hành trình SEA Games. Và mới đây nhất là trận thua của đội tuyển quốc gia. Nó đều đến theo kịch bản từ những phút cuối, khi chúng ta đang bắt đầu cho thấy sự chủ động. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng thiếu đi một thủ lĩnh đích thực. Trong trận đấu thuộc vòng bảng thứ 2 Asian Cup, Đỗ Hùng Dũng, người nhận trách nhiệm đeo băng đội trưởng của những chiến binh sao vàng, đã không thi đấu. Ở dưới hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải cũng vắng mặt bởi chấn thương. Vắng đi hai thủ quân tinh thần, các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam không còn duy trì được sự tập trung dưới sức ép của đối thủ. Chúng ta không nhìn thấy ai đó có thể trở thành thủ lĩnh để chỉ huy hàng phòng ngự. Xuyên suốt từ trước đến nay, đại đa số nhiệm vụ đó đều thuộc về Quế Ngọc Hải, với trách nhiệm quán xuyến và động viên tinh thần của anh em. Ở cuộc đối đầu với Indonesia, người ta nhìn thấy đâu đó dáng dấp của một thủ lĩnh khi Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp đội bóng áo đỏ vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Đây là một trong những bài học sống còn mà huấn luyện viên Chuzi cần phải rút ra trong lần tái đấu với đối thủ. Nó sẽ đến ngay từ quá trình chuẩn bị nhân sự trong danh sách triệu tập và xa hơn nữa là lựa chọn những gương mặt trong đội hình xuất phát. Đến thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Pháp vẫn chưa công bố danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, chúng ta có thể đoán được một vài cầu thủ chắc chắn sẽ có tên trong danh sách này. Những người như là Quang Hải, Tiến Linh hay là Bùi Hoàng Việt Anh. Không khó để nắm bắt cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Chuzi với triết lý cho những cầu thủ trẻ có thêm cơ hội để nâng tầm.
Nhưng ở hai trận đấu này, mọi thứ không dừng ở trải nghiệm nữa. Ở một trận đấu mang ý nghĩa sống còn, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào yếu tố kinh nghiệm. Chớ trêu thay, những cựu binh dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam như Hoàng Đức, Tiến Linh hay Hùng Dũng đều đang không có được phong độ tốt nhất. Nhưng họ có một điểm mạnh vượt trội hơn những nhân sự còn lại. Đó chính là bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Trước sức ép tại Bung Cano, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã đứng vững. Đó là vì chúng ta đã quá quen với những sức ép đó và vì tất cả các cầu thủ đều tự tin dù gặp Indo trên sân nhà. Nó dẫn đến việc huấn luyện viên Chu Dê cần phải truyền tải sự tự tin đó đến các học trò như thế nào. Đây là một quá trình dài. Kể từ khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung cho đến xuyên suốt 90 phút đối đầu với Indonesia trên sân khách. Quan trọng hơn, yếu tố nhân sự cũng sẽ sắm vai trò quyết định trong cuộc chiến tâm lý này. Vẫn còn quá sớm để nói liệu huấn luyện viên người Pháp sẽ chọn ai, bỏ ai cho đội hình xuất phát. Tuy nhiên, những con người được chọn cần phải cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm và độ già dơ nhất định trước Indonesia đang hừng hực khí thế. Nó cũng đem đến bài toán thứ hai mà huấn luyện viên Chu Dê cần phải giải. Liệu ông sẽ lựa chọn nhân sự như thế nào? Ra sân với sơ đồ nào trong trận đấu trên sân khách? Hãy cùng nhìn lại cuộc đối đầu với Indonesia cách đây 2 tháng để thấy được đội tuyển Việt Nam đã thua thiệt về mặt thế trận như thế nào. Trong suốt trận đấu đó, những chiến binh sao vàng tung 11 cú dứt điểm với 3 trong số đó đi trúng đích. Indonesia dứt điểm tới 16 lần, 5 trong số đó đi trúng đích và tạo ra một bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam thực hiện tổng cộng 486 đường truyền so với con số 362 bên phía đối thủ. Tỷ lệ truyền bóng chính xác của chúng ta nhỉnh hơn, đạt mức 74%. Nhưng mà tỷ lệ truyền bóng chính xác của thầy trò huấn luyện viên Chu Dê bên phần sân đối thủ là 56,2%, thấp hơn con số 62,2% mà Indonesia đã làm được. Nó phản ánh một thực tế rằng, các cầu thủ của chúng ta chỉ thực hiện những đường truyền có tính kiểm soát bóng bên phần sân nhà mà thôi. Còn khi sang phần sân đối thủ, đội tuyển Việt Nam thường xuyên để mất bóng do những đường truyền sai địa chỉ. Khi chất lượng đường truyền trong tấn công không được đảm bảo, những mũi nhọn của những chiến binh sao vàng rơi vào tình trạng đói bóng. Họ không thể gây sức ép ngược lại lên phần sân đối thủ và khó tung ra những cú dứt điểm uy hiếp khung thành đối phương. Ở trận đấu ngày hôm đó, huấn luyện viên Chu Dê bố trí sơ đồ 3-4-3 với chỉ hai tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Tuấn Anh. Hầu hết những tình huống ban bật phối hợp nhóm đặc sắc của đội tuyển Việt Nam chỉ xuất hiện bên phần sân nhà. Trong khi đó, 1/3 cuối sân, đội bóng của huấn luyện viên Chu Dê bị người Indonesia hóa giải một cách dễ dàng. Bộ đôi này không có được sự đột biến cần thiết để tạo ra những đường truyền mang tính quyết định. Trong một thế trận mà buộc phải thắng, thì sức sáng tạo, khả năng độc lập tác chiến của những Quang Hải hay Tiến Linh cần được tận dụng tối đa. Tiếc là Quang Hải của Asian Cup không phải là phiên bản tốt nhất, trong khi Tiến Linh không thể tham dự giải đấu đó vì chấn thương. Nếu không có gì thay đổi, bộ đôi này sẽ trở lại trong trận đấu gặp Indonesia tới đây. Số 19 của đội tuyển Việt Nam đang dần lấy lại phong độ và có những bàn thắng quan trọng tại V-League trong một số trận đấu gần đây. Chắc chắn sự xuất hiện của Quang Hải sẽ giúp những chiến binh sao vàng có thêm nhiều ý tưởng hơn trong mặt trận tấn công. Ngoài ra thì huấn luyện viên Chu Dê cũng nên xem xét cách bố trí sơ đồ, có thể là 3-5-2 để hạn chế sức mạnh tuyến giữa của đối thủ. Sơ đồ này đã vận hành rất tốt trước đối thủ là Nhật Bản và nó nên được coi như phương án an toàn trong một trận đấu mà huấn luyện viên Chu Dê không thể mạo hiểm. Điều cuối cùng mà huấn luyện viên người Pháp cần lưu ý đó là cải thiện thể lực của các cầu thủ. Không khó để thấy rằng nhiều cầu thủ đội tuyển Việt Nam thường xuyên đuối sức sau phút 70 của trận đấu. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia trong thời gian gần đây đang cho thấy một lối chơi pressing ấn tượng. Nếu như không đảm bảo về mặt thể lực, chúng ta hoàn toàn có thể bị hụt hơi trong những giờ phút quan trọng nhất của trận đấu. Những gì diễn ra ở Qatar cách đây 2 tháng không phản ánh được sự vượt trội của Indonesia. Chủ yếu là huấn luyện viên Chu Dê đã không có những nhân sự tốt nhất, không có sự chuẩn bị tốt nhất và không có cách tiếp cận tốt nhất. Giờ đây ông Chu Dê có thể rút ra những bài học ở trận thua đó và áp dụng vào chuyến làm khách đến Bung Cano ngày 21 tháng 3 tới. Với đội tuyển Việt Nam, một điểm trước đối thủ cũng coi như một kết quả chấp nhận được, miễn là chúng ta không nhận thêm thất bại
và không biến trận đấu đó trở thành ký ức đáng quên với hàng triệu người hâm mộ. Tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn ở hai trận quyết đấu Indonesia vì lý do đặc biệt. Trong tháng 3 này, Indonesia sẽ có hai trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam tại bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo thông tin từ truyền thông xứ Vạn Đảo, huấn luyện viên Shin Tae-yong lúc này đang rất lo lắng về tình hình sức khỏe của các cầu thủ. Cụ thể, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 là tháng ăn chay Ramadan theo phong tục truyền thống của người Hồi giáo ở Indonesia. Trong khi đó, rất nhiều các tuyển thủ Indonesia là người Hồi giáo, nên họ sẽ ăn chay theo phong tục này. Đáng nói, thời điểm diễn ra tháng Ramadan cũng là lúc mà thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong hội quân để đá vòng loại World Cup 2026. Tờ Okzone tiết lộ, từ khi đến Indonesia làm việc, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã nhiều lần kêu gọi các cầu thủ không ăn chay trong tháng Ramadan để đảm bảo sức khỏe. Tuy vậy thì các cầu thủ dường như bỏ ngoài tai yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Chính vì vậy, không ít lần các tuyển thủ Indonesia đã bộc lộ sự suy giảm về thể lực trong tháng ăn chay. Việc các cầu thủ Indonesia suy giảm thể lực chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho tuyển Việt Nam khi hai đội chạm mặt nhau ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Theo lịch thì trận lượt đi diễn ra vào ngày 21 tháng 3 trên sân Bung Karno. 5 ngày sau đó thì hai đội sẽ đọ sức trên sân Mỹ Đình. Trong ngày 5 tháng 3, nước chủ nhà Indonesia đã bắt đầu mở bán vé xem màn so tài trên sân Bung Karno. Truyền thông Indonesia cho biết, hơn 77.000 vé xem màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Indonesia đã được bán hết chỉ sau một thời gian ngắn. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.